Chào 469 anh em nhé. Khá lâu rồi mình mới làm một cái video vlog như thế này, bởi vì do thời gian vừa rồi mình bận quay quảng cáo cho homestay khách sạn. Mình thấy càng bận rộn nhiều chúng ta lại va vấp và thỉnh thoảng có chút tai nạn gì đấy, chúng ta lại có thêm những kinh nghiệm nhỉ. Và trong video lần này mình sẽ chia sẻ 3 cái setting cũng như 3 cái lưu ý khá là hữu ích để cho anh em có thể bay an toàn và khoa học hơn nhé. Thứ nhất, hãy bật cái grid line lên. Cái grid line này thì nó khá quan trọng, nó sẽ giúp chúng ta bố cục khung hình thành các đường kẻ như thế này. Chẳng hạn bạn muốn nhắm đến chủ thể trung tâm là cái ngôi chùa, cái hành lang hoặc một cái vật thể gì chính giữa để các bạn bay thẳng đến, hoặc là các bạn bay xung quanh và nó sẽ là trung tâm của cái khung hình ấy, thì cái đường grid line đó nó chính là cái điểm nhấn để chúng ta có thể căn, và chúng ta không phải căn trên một cái màn hình trống trơn. Và để bật cái grid line lên thì chúng ta sẽ vào cái áo dấu vạch này. Sau đó chúng ta sẽ vào sang cái phần bánh xe này nhé, chọn mục grid này. Sau đó chúng ta chuyển sang grid lines. Đây, grid lines này nó sẽ là 9 cái ô vuông. Và cái ô trung tâm sẽ là cái ô chủ thể khi mà chúng ta muốn gióng nó thành một đường thẳng đi thẳng vào. Hoặc là khi chúng ta xoay camera như thế này này. Chúng ta quay những cái shot xoay camera như thế này thì chúng ta sẽ cho cái chủ thể nó vào cái ô chính giữa này. Thực sự mình thấy cái grid line này khi bật lên nó rất là hữu ích, bởi vì là chúng ta sẽ không phải mất thời gian để quay lại cái shot đấy, nó khá là mất thời gian. Trong khi nếu có cái grid line thì nó trung tâm khu hình nó đã bố cục sẵn rồi. Nhất là những cái cú xoay, những cái cú xoay mà cần chủ thể vào trung tâm ấy, có cái grid line này chúng ta chỉ cần nhắm nó vào cái ô ở chính giữa này và chúng ta cứ vậy bay xung quanh thôi. Thứ hai, cái setting khá là quan trọng đó là chúng ta hãy set phần trăm pin yếu flycam trở về từ khoảng 25 cho đến 35%. Trong các cái video về drone và trong sách hướng dẫn sử dụng ấy thì đều có nhắc đến việc hạ cánh với phần trăm thấp dưới 20% thì pin sẽ bị phát nhiệt, quá nhiệt. Tệ nhất là nếu thường xuyên bay dưới 20% hoặc là dưới 10% chẳng hạn ấy, thì pin nó sẽ bị phồng, bị chai, thậm chí là chết mạch pin. Nếu các bạn để ý khi chúng ta bay và chúng ta hạ cánh với những cái phần trăm pin yếu như vậy, bỏ quả pin ra nó nóng bỏng. Có những lần mình kiểm tra nó lên đến tận 62-63 độ, thực sự rất nóng luôn. Thế nên là khi nóng vậy nó sẽ giãn nở và cái hiện tượng chai pin mà phũng từ đó mà ra khi chúng ta bay với cái tần suất như thế quá là nhiều. Tệ hại hơn, cái hiện tượng phổ biến mà anh em chơi flycam đều biết đó là cái hiện tượng chết mạch pin hoặc phồng pin. Đó là cái hiện tượng mình đã trải qua 2 đến 3 lần, đó là khi chúng ta bay đến 1% nào đấy thì pin nó tự nhiên nó tụt phát xuống 0% luôn. Và bạn cứ tưởng tượng xem nếu mà đang ở trên độ cao khoảng vài trăm mét mà pin tụt xuống 0% thì nó như thế nào. Mình đã từng trải qua cái cảm giác này khoảng 2 lần và nó khá là đau tim, khá là hồi hộp. Tuy nhiên là những cái lần đấy là mình có căn những cái phần phía dưới an toàn để cho flycam nó hạ cánh dần dần xuống, nó sẽ hạ cánh mặc định xuống với tốc độ khá là nhanh. Thế cho nên là chúng ta phòng bệnh hơn chữa bệnh, chúng ta cứ về trước 25 hoặc về trước 30% để đảm bảo an toàn nhé. Để cài đặt cái 3 dấu chấm ở góc trên bên phải này, sau đó mình vào mục Battery, Aircraft Battery này, và chúng ta sẽ ở mục Low Battery Warning thì các bạn có thể kéo từ 25 nhé cho đến 35 tùy chọn nhé. Mình hay để mức 20 này thì đây nó sẽ là một ngưỡng khá an toàn. Ở những cái phần trăm 125 đến 35 ấy thì chúng ta vẫn còn có thời gian để xoay sở khi trở về, bởi vì không phải lúc nào chúng ta trở về cũng trong trạng thái lặng gió. Có những lúc gió rất là lớn và pin thề luôn nó tụt rất là nhanh, thế nên là dư ra một lượng pin nhất định thì sẽ giúp cho chúng ta có thể trở về an toàn. Các bạn có muốn xem những cái trường hợp chết mạch pin hoặc chết cell pin nếu mà chúng ta thường xuyên bay với phần trăm pin thấp và bay cố như thế nào thì bạn có thể xem cái video trên này của mình, là 5 cái lỗi mà hầu như 99% phi công đã từng mắc phải khi để cho flycam bị rơi, bị rụng, bị mất nhé. Cái điểm thứ ba mình nói lên này chắc chắn là sẽ gây nhiều tranh cãi, là bởi vì từ trước đến giờ chúng ta không phải lúc nào cũng bay trong cái điều kiện gọi là có GPS trước khi cất cánh. Chúng ta đều phải có những cái lần bay ở những khu vực phải bay lên cao một chút để vớt cái GPS, mình hay gọi nó là vớt sóng. Chúng ta sẽ phải bay lên một đoạn để cho khi nào có cái GPS nó báo xanh
Homeboy nó được đi lại, chúng ta bắt đầu mới bay tiếp được. Trước kia mình rất hay làm như vậy, có nghĩa là đến những điểm yếu GPS và không có GPS thì mình sẽ bay lên một chút hoặc là bay ra ngoài một chút, chờ cái GPS nó nhận về cái flycam. Và mình đã dính hậu quả 2 lần, à chính xác là 3 lần, mình đã dính hậu quả 3 lần. Và rất nhiều anh em khác cũng đã từng dính. Đó là khi chưa ghi được cái GPS, cái Homeboy nó chưa ghi lại thì flycam nó vẫn đang ở trong trạng thái vàng vàng cái này này, là chưa có GPS, nó chưa báo xanh. Phổ biến là chúng ta bay gần hẻm núi, vách núi này thường xuyên nhất đó chính là bị đâm flycam vào những cái tòa chung cư, mà khi bay gần chung cư ấy, là hay bị hiện tượng mất GPS khi chúng ta cất cánh, và flycam nó sẽ bay vô định, nó sẽ bay một hướng ngẫu nhiên. Và cái trường hợp của mình khá là may mắn, bởi vì trong 2 lần đấy mình bay ngẫu nhiên một hướng thì nó toàn là những cái hướng trống, và khi nó bay được khoảng vài trăm mét nó nhận được GPS thì lúc đấy chúng ta mới kiểm soát được. Còn lúc đấy flycam nó cứ thế nó bay, dùng tay khiển các thứ là đều không thể điều khiển nó được, nó cứ vậy nó bay đi cho đến khi nào nó nhận được GPS thì chúng ta mới tiếp tục điều khiển được. Nên cái xác suất xảy ra như thế này nó không là cao, ví dụ như nó chỉ rơi vào khoảng 15-20% số chuyến bay, và những cái địa hình cực kỳ thiếu GPS thì nó mới xảy ra cái hiện tượng này, ví dụ như là chân chung cư, gần chung cư, sát tòa chung cư, hoặc là trong vách núi ở trong những địa điểm đặc biệt thiếu GPS. Bạn có thể xem những cái trường hợp thiếu may mắn như thế này đó, trong những cái trường hợp đó bạn xem trên video ấy, flycam nó đều bay một cách bất thình lình vào một cái vật cả thể nào đó, và dĩ nhiên chúng ta được biết là nó có cảm biến, đúng không, cảm biến tránh va chạm chẳng hạn, tuy nhiên lúc đấy nó vẫn cứ lao một cách điên rồ mà chúng ta không thể nào biết được. Đều là những trường hợp mà cái Homeboy, cái GPS nó chưa được ghi lại và chúng ta đã vội cất cánh lên, thì khi đó flycam nó sẽ bị loạn cái quyền điều khiển, đôi chúng ta sẽ bị mất quyền điều khiển và flycam nó cứ vậy nó bay đi về một hướng nào đấy vô định. Mình đã từng bị 3 lần, có nghĩa bị 3 lần mất kiểm soát flycam khi mà Homeboy chưa được ghi, mình bay lên để vớt cái GPS, mình bị 3 lần. Tuy nhiên chỉ có duy nhất một lần mình ghi lại đây, là một lần mình bay ở Tuyệt Tịnh Cốc. Tuyệt Tịnh Cốc như các bạn biết thì nó là gọi là hầu như không có GPS luôn, nó là một địa điểm hầu như ở bên trong cất cánh lên là không có GPS. Thì đấy, như các bạn xem trong video ấy, thì con flycam của mình cất cánh lên và mình cho nó bay ra giữa để lấy cái sóng GPS, tuy nhiên là nó mất kiểm soát, mình dùng tay khiển để kéo nó lên nhưng nó không lên được, nó cứ vậy nó trôi xuống, nó cứ trôi xuống như kiểu là bị một cái gì đấy kéo xuống ấy, nhưng mà thực chất là nó đang mất quyền điều khiển. Trong video đấy thì mình đã cố gắng điều khiển dạt nó vào, bởi vì lúc được lúc không nó rất là chậm chờn, mình cố gắng dạt nó vào xuống cái mặt đường ở phía bên trong Tuyệt Tịnh Cốc ấy, để khi nó có hạ xuống thì nó sẽ không hạ xuống hồ. Tệ nhất là nó hạ xuống hồ nước thì chúng ta sẽ rất là vất vả khi vớt lên. Và cái cách giải quyết của mình, cái mẹo giải quyết trong vấn đề này ấy, thì các bạn hãy để cho flycam nó ghi cái điểm Homeboy trước khi mà cất cánh. Trước khi cất cánh chúng ta có thể cầm flycam đi ra những cái điểm vị trí bằng phẳng. Chúng ta có thể cầm flycam để đưa ra các vị trí đẹp khác, cách cái vị trí đó một đoạn, hoặc chúng ta cứ để nó một vị trí khoảng 1 phút đến 2 phút. Đúng, mình đã từng thử 1 phút cho đến 2 phút và flycam lúc đấy nó nhận được, bắt đầu nó mới nhận được GPS. Có thể là lag hoặc cái gì đấy, đường truyền nó làm sao đấy, lúc đấy 1 đến 2 phút nó mới nhận được. Và khi mà nó đã nhận được, nó đã báo xanh rồi, Homeboy được ghi lại trên bản đồ rồi, thì chúng ta hoàn toàn có thể cất cánh và bay một cách thoải mái thôi. Nhưng cái việc thỉnh thoảng chúng ta sẽ có những cái địa điểm từ trường nó lớn, hoặc là GPS nó cực yếu, chúng ta có để đấy mãi thì nó cũng không bắt được GPS, thì mình khuyên là các bạn hãy đem nó ra một số sóng vắng thật là đẹp, thật là thoáng để an toàn nhất cho cái việc cất cánh, tránh rơi vào kể cả 15-20% cái nguy cơ bị loạn cái quyền điều khiển như mình và một số bạn khác đã gặp phải, thì nó cũng rất là đáng tiếc. Trong khi chúng ta đã biết được cái tình huống này nó xảy ra rồi, chúng ta biết cách để mà phòng tránh. Có một cái điểm cộng nữa là khi chúng ta đưa cái flycam ra những cái địa điểm trống vắng ấy, thì flycam khi return home nó sẽ có một cái xác suất sai số nào đấy, có nghĩa nó sẽ không hạ cánh 100% ở đây. Chúng ta bay ở những địa điểm thiếu GPS thường là nó hẹp, và nếu mà để cho nó ra ở vị trí thoáng và khi nó return home nó có lệch ra một vài mét hoặc một vài chục phân nào đấy thì nó cũng không có bị cái nguy cơ mà va chạm trong quá trình hạ cánh. Phương pháp Homeboy record đấy, báo xanh đấy, trước khi cất cánh hãy để nó vị trí nào đấy để cho nó ghi lại cái điểm Homeboy đấy, là phương pháp mình đã trải nghiệm được, mình đã test, mình đã trải nghiệm thực tế. Và trên thực tế có rất nhiều điểm chúng ta cứ để đấy mãi nó cũng không có GPS, và những cái điểm đấy nó rất là nguy hiểm, nó gần như là điểm tử, rất là nguy hiểm ấy. Nên chúng ta hãy cố gắng đưa nó ra một vị trí thoáng để đảm bảo an toàn nhất
để giảm thiểu cái rủi ro mà flycam nó sẽ bị mất kiểm soát khi bay lên nhé. Và có một trường hợp nữa mà khi chúng ta đã ghi lại cái điểm home point rồi mà bay lên bị mất kiểm soát, cũng bị trôi đi một đoạn nào đấy, thì chúng ta đang bị phá sóng nhé. Chúng ta đang bị súng phá sóng áp chế và nó cũng bị trôi và mất kiểm soát nhé. Và đấy là trường hợp bất khả kháng rồi. Trên đây là ba cái mẹo bay, ba cái tip bay làm sao để cho khoa học hơn và an toàn hơn của mình. Trên thực tế, cái cách thứ nhất và cách thứ hai thì những anh em bay nhiều và những anh em chuyên nghiệp đều đã biết hết rồi. Nhưng với cái cách thứ ba là những cách mình đã trải nghiệm thực tế, mình đã test và mình đã ứng dụng và an toàn hầu như 99% là khi cất cánh lên home point đã được ghi lại từ trước khi cất cánh rồi. Thì cái việc flycam nó bay rất ổn định, từ khi cất cánh lên bay rất ổn định luôn, rất vững và không bị cái hiện tượng mất kiểm soát và lao random vào một cái gì đấy. Anh em đã từng gặp phải cái tình huống như thế không? Nếu anh em gặp phải cái tình huống như vậy rồi thì hãy để lại comment bên dưới này để chúng ta cùng trao đổi, để rút ra những kinh nghiệm cho lần bay tiếp theo nhé. Và các bạn đừng quên chia sẻ ba cái mẹo này cho những anh em phi công khác nhé. Tuy nó ngắn, ba mẹo này rất là ngắn, rất là đơn giản nhưng mà nó rất là hiệu quả trong những lần mình đi bay, đi làm dịch vụ hoặc là đi khám phá. Đừng quên chia sẻ, ấn nút like và nút đăng ký ở phía dưới, xem những cái video khác về flycam cũng như du lịch trên kênh của mình nhé. Mình là Lơ Máy Bay, hẹn gặp lại anh em trong một video tiếp theo nhé. Anh em có thể xem những cái kiểu cách bay, các cái mẹo bay và các cái lỗi mà khiến cho flycam bị rơi rụng mất hỏng tại đây nhé. Và đừng quên kiểm tra những cái video về mẹo flycam trên kênh của mình nhé.